Sống An Bình xin kính chào quý vị và các bạn. Theo quan niệm tử vi tướng số, mỗi bộ phận trên cơ thể phụ nữ đều chứa đựng một ý nghĩa nhất định về vận mệnh. Đặc biệt, lông mày, đôi môi, miệng, đôi gò má là một trong những nét tướng quan trọng có ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh tình duyên của người phụ nữ. Theo thuật xem tướng và kinh nghiệm dân gian, dưới đây là 12 nét tướng của phụ nữ chỉ tốt cho mình nhưng cực hại cho chồng. Dù sở hữu cuộc sống sung sướng, thành công, nhưng khi kết hôn thì sát khí nơi họ có thể khiến chồng lâm vào cảnh sạt nghiệp. 1. Đuôi mắt cong, vểnh. Đuôi mắt cong vểnh ở đây nghĩa là phần đuôi mắt bẩm sinh đã tạo thành đường cong và vểnh lên so với tổng thể đôi mắt của người phụ nữ. Phụ nữ có đuôi mắt như trên cùng với con ngươi to tròn, linh hoạt, mắt hay đảo đi đảo lại, bị cho là không trung thực, giả hoạt. Trong cuộc sống nói chung, nên cẩn thận với phụ nữ này vì họ là kiểu người hay ném đá giấu tay với đồng nghiệp, bạn bè. Trong tình yêu thì hay chơi trò bắt cá hai tay để có thể lựa chọn ra người đàn ông phù hợp với mình. Lấy người này làm vợ, e rằng cuộc sống hôn nhân sau này sẽ gặp nhiều sóng gió. 2. Mũi quá nhỏ và gọn. Mũi thon, gọn là mơ ước của nhiều cô gái. Nhưng nếu mũi quá nhỏ và gọn, không hài hòa với tổng thể gương mặt thì là đặc điểm nhận dạng không mấy cát tường. Tuyết phụ nữ này bề ngoài khá ưa nhìn, dễ được lòng người, tính cách dễ ưa nhưng thật ra rất dễ chịu ảnh hưởng của bên ngoài. Nếu không biết giữ mình, họ sẽ dễ rơi vào cạm bẫy, bị tha hóa bởi đồng tiền nhưng khó lòng thay đổi vì quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới cái tôi cá nhân. Người như vậy e rằng khó lòng biết đồng cam cộng khổ, chia sẻ với chồng khi xa cơ lỡ vận. 3. Môi trái phải không đều. Cô gái nào mà khi nhìn trực diện, nửa bên trái môi dày, nửa môi bên phải mỏng, hoặc có thể do khuôn mặt bị lệch, cộng với đôi môi chưa đủ hoàn hảo, khiến người khác nhìn vào thấy môi hai bên trái phải không đều nhau, thì theo tử vi phong thủy nhận định là người thuộc tuýp lẳng lơ. Ngoài ra, người xưa cho rằng phụ nữ có tướng mạo kiểu này dễ nảy sinh quan hệ ngoài luồng với người khác, khiến hôn nhân cơm không lành, canh chẳng ngọt. Người nam cần chú ý khéo léo để ngọn lửa hôn nhân luôn mặn nồng và đủ hấp dẫn vợ mình trên nhiều phương diện. 4. Mắt cáo. Mắt cáo là dạng mắt có phần đầu mắt thấp, khóe mắt tròn, đuôi mắt hơi xếch một chút. Phụ nữ có đôi mắt kiểu này thường rất cuốn hút người khác phái. Ưu điểm của họ là chung thủy trong tình yêu nhưng đôi khi ghen tuông quá đà. Người nam ngay từ khi đang yêu và sau khi kết hôn thường xuyên bị vợ, người yêu quản lý quá chặt chẽ, thiếu đi không gian riêng nên hôn nhân dễ rơi vào tình trạng ngột ngạt, bức bối vì không có tiếng nói chung và thiếu sự tin tưởng lẫn nhau. 5. Gian môn có vết sẹo hoặc có nốt ruồi. Gian môn là vùng kéo dài từ phía sau đuôi mắt sang hai bên và theo tử vi phong thủy, đây được gọi là cung phu thê. Cung này phản ánh tình trạng hôn nhân, trạng thái và biến động tình cảm của chủ nhân. Nếu người nữ có nốt ruồi nâu đen sau đuôi mắt hoặc có sẹo, vết hằn ngang rất sâu ở cung phu thê thì được nhận định là người có đời sống tình cảm phức tạp. Cuộc sống hôn nhân của họ không mấy thuận lợi vì bị kẻ thứ ba xen vào, dễ ngoại tình, sa ngã vì những nguyên nhân khách quan. 6. Gò má cao. Phụ nữ có xương gò má đẩy lên hơi cao so với bình thường hoặc nhìn nghiêng, cảm giác như xương gò má gần sát với tai là tướng không cát tường. Người xưa cho rằng phụ nữ có tướng này dễ là người hung bạo, gian ngoan, chỉ vì tư lợi bản thân mà sẵn sàng hãm hại kẻ khác, thậm chí là người bạn đời thân tín. Kết giao với tuýp người này nên cẩn thận, đề phòng bị đâm sau lưng. 7. Hàm răng không đều. Phụ nữ có hàm răng nhấp nhô, răng nanh quá nhọn, răng cửa xấu xí, răng hàm xô lệch trong tử vi phong thủy liệt vào hàng phụ nữ có tướng xấu. Kiểu phụ nữ này rất hay đặt điều gièm pha, làm việc thiếu trung thực, không đi lên bằng năng lực và dựa vào những thủ đoạn xấu xa. Người này có thể giỏi che giấu bản thân, đánh lừa nam giới nhất thời, khiến người đó mê muội, nhưng khi bị nhận ra chân tướng thì sẽ bị rũ bỏ không thương tiếc nếu không biết hối cải. 8. Lông mày không đều, bị đứt đoạn. Tướng lông mày bên đậm bên nhạt và bị đứt đoạn cũng bị người xưa coi là tướng xấu.
phụ nữ có kiểu lông mày này bị nhận định là típ người thiếu chủ kiến, làm việc thiếu kiên trì, bi lụy trong tình yêu, tính tình thất thường, sớm nắng chiều mưa. Họ dễ khiến nam giới khốn khổ, mệt mỏi và vô tình khiến hôn nhân rạn nứt vì những lý do không đáng có. 9. Lông mày cách xa nhau. Lông mày của người bình thường vốn không mấy khi cách xa nhau quá hai ngón tay khi xếp khít lại cạnh nhau. Nếu người nữ có lông mày vừa cách nhau quá xa, lại có phần đuôi cụp xuống thành hình chữ bát, là típ người dân gian xưa nhận định là quá đam mê vật chất, giao du không chọn lọc. Họ thuộc típ phụ nữ nhẹ dạ cả tin, dễ chuốc họa tiền tài cho gia đình sau khi yên bề gia thất, vì chọn trao gửi niềm tin nhầm chỗ, dễ bị lừa gạt. Nam giới chọn người này làm vợ cần thận trọng chuyện tiền nong và nên giúp đỡ vợ trong việc chọn bạn mà chơi. 10. Lông mày hình móc câu. Theo quan niệm dân gian và cũng theo nhân tướng học, phụ nữ sở hữu nét tướng chân mày này. Cặp lông mày với phần đuôi cong móc vào phía trong thì chính là nét tướng khắc phu. Dù khôn ngoan, chăm chỉ, lại có bản lĩnh, nhưng kiểu phụ nữ này lại hay so sánh chồng con với người khác, đứng núi này trông núi nọ. Dù đã yên bề gia thất, nhưng họ vẫn thầm tơ tưởng đến đàn ông khác giàu có hơn chồng mình. Vì lẽ đó nên những người phụ nữ này chưa bao giờ toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng, nuôi dạy con, càng không vun vén để gia đình ấm êm hạnh phúc. Đàn ông nên cân nhắc cẩn thận trước khi lấy họ làm vợ, kẻo tan cửa nát nhà. 11. Mũi gãy. Người phụ nữ có phần mũi gồ ghề, sống mũi không thẳng, thường tính tình mạnh mẽ, không biết nhường nhịn, hiếu thắng. Vợ chồng trong nhà chính vì thế khó lòng nhường nhịn, bảo ban nhau để giữ gìn hạnh phúc. Tuyết phụ nữ này quá cố chấp, luôn khiến người bạn đời mệt mỏi vì khó lòng thỏa hiệp được. Kể cả khi kinh tế đầy đủ, hôn nhân cũng khó lòng ấm êm. 12. Môi dày, miệng rộng. Ông bà xưa vốn có câu, đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng, tan hoang cửa nhà. Để nói lên rằng, phụ nữ miệng rộng thường sẽ gây họa thị phi, dễ khiến những mối quan hệ quanh mình trở nên bất hòa mâu thuẫn. Dù không cố ý tạo nên những kịch tính ấy, nhưng chính bản mệnh và cái tôi quá lớn khiến phụ nữ miệng rộng không biết nhún nhường, khéo léo trong giao tiếp mà dễ gây ra họa. Chưa kể, môi dày là nét tướng của người phụ nữ chỉ biết tiêu xài hoang phí, không biết cách tích cóp, tiết kiệm. Lấy những phụ nữ này về làm vợ, đàn ông giàu mấy cũng dễ sạt nghiệp, lâm vào cảnh trắng tay. Năm tướng mũi của phụ nữ khó hòa hợp, khắc chồng. 1. Tướng mũi của phụ nữ lồi lõm không đều. Trong nhân tướng học, chiếc mũi của phụ nữ đại diện cho con đường tình duyên, chuyện hôn nhân tình cảm. Tướng mũi của phụ nữ lồi lõm không đồng đều, có thể nhìn rõ các đốt sống mũi bị gãy khúc, thường không có sự may mắn trong chuyện tình cảm. Cuộc sống sau hôn nhân của họ cũng không hề dễ dàng. Nếu như chồng không lăng nhăng bên ngoài thì cũng khó giữ được họ ở nhà, hoặc người chồng thường ốm đau bệnh tật. Ngoài ra, tướng mũi của phụ nữ có kiểu mũi lồi lõm nên vợ chồng thường sống cảnh ly biệt, xa xôi cách trở. Nếu người đàn bà có sống mũi gồ lên mấy đốt thì tương ứng với từng đó lần hạnh phúc hôn nhân gia đình bị đổ vỡ và thường bị đối phương bỏ rơi trước. 2. Tướng mũi của phụ nữ bị lộ xương. Tướng mũi lộ xương hay mũi quá gầy, ít thịt, có sống mũi thẳng nhưng lại nhìn rõ xương bị lộ ra bên ngoài. Đàn ông có người vợ sở hữu tướng mũi gầy thường dễ mắc vào các rắc rối thị phi, thậm chí kiện tụng gây hao tốn tiền bạc. Trong cuộc sống sau hôn nhân, vợ chồng thường có những mâu thuẫn bất đồng, không có sự đồng điệu về quan điểm, có thể xảy ra cãi vã ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất. Chính vì cuộc sống lúc nào cũng trong bầu không khí ngột ngạt nên người chồng khó mà phấn đấu cho sự nghiệp. 3. Tướng mũi của phụ nữ có đầu mũi nhọn, cao, gò má cao. Đây là mẫu người phụ nữ có đời sống tình cảm mờ nhạt, chuyện yêu ghét không rõ ràng. Họ không dám yêu, cũng chẳng dám hận, lại mang tướng mũi khắc chồng. Bởi vậy, người chồng thường gặp khó khăn trong sự nghiệp hoặc ốm đau, bệnh tật liên miên. 4. Phụ nữ có tướng mũi hếch. Trong nhân tướng học, người đàn bà có tướng mũi hếch thường mắc tật nói nhiều. Họ không nể nang một ai bao giờ, ngay cả người chồng của mình. Không chỉ vậy, người có tướng mũi hếch thường hao tốn tiền bạc, tiêu xài hoang phí, không biết cách giữ tiền vì tướng mũi hếch khó tụ tài.
Người chồng có kiếm được bao nhiêu tiền đưa cho vợ giữ đều ra đi sạch, không thể tích lũy tiền bạc trong tương lai. Bởi vậy, cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, tỷ lệ ly hôn thường rất cao. 5. Tướng mũi của phụ nữ bị nghiêng lệch. Tướng mũi cao, thẳng, tượng trưng cho người có tấm lòng trong sạch ngay thẳng. Còn người có mũi nghiêng lệch thì con đường tình cảm hôn nhân lại có nhiều trở ngại khó khăn trong cuộc sống. Tướng mũi của phụ nữ bị lệch thường có tính thông minh vặt, chỉ biết tư lợi, lợi ích cho bản thân mình. Về đường tình cảm, họ lúc nắng, lúc mưa, dễ bị lung lay tác động nên họ khó chung thủy trọn đời. Đặc điểm phụ nữ cao số, cách nhận biết và hóa giải. Trong cuộc sống thường ngày, hẳn nhiều người đã một lần nghe thấy thiên hạ bàn tán anh này chị kia cao số, và đa số thường rơi vào phụ nữ. Đó là những nhân vật lập gia đình muộn, trải qua vài lần hôn nhân đổ vỡ hay bị góa chồng, góa vợ sớm. Vậy có cách nào cải vận số hay hóa giải được trường hợp này không? Xin mời quý vị cùng xem tiếp video. Thế nào là cao số? Theo quan niệm dân gian, người cao số thường là phụ nữ. Họ bị lận đận đường tình duyên, thường khó lấy chồng, thậm chí còn bị người đời cho rằng có số sát chồng, lấn át chồng, làm giá cao quá nên mới ế. Theo sách tử vi, người tuổi Dần, Mão, Thìn mà sinh vào giờ Tỵ hoặc giờ Sửu thì phạm. Người tuổi Thân, Dậu, Tuất mà sinh giờ Hợi hoặc giờ Mùi là phạm. Người tuổi Hợi, Tý, Sửu mà sinh giờ Dần hoặc giờ Tuất thì phạm. Người tuổi Tỵ, Tý, Mùi mà sinh vào giờ Thân hoặc giờ Thìn là phạm. Từ đó, các tuổi sinh và giờ bị phạm là trai phạm nhằm tuổi này, giờ này thì không có vợ. Gái phạm nhằm tuổi này, giờ này thì không có chồng. Trong khoa học tử vi, người cao số là người có cùng mệnh sao cô thần hoặc quả tú, nên tình duyên trắc trở, không đến được với người mình yêu. Hôn nhân không hạnh phúc, sớm chia rẽ, phải trải qua vài ba lần đò mới yên ấm. Tướng người cao số. 1. Gò má cao. Con gái có nét tướng gò má cao, thường có tính cách mạnh mẽ, độc lập, thích thể hiện cái tôi trong công việc và chuyện tình cảm. Những người này thường nóng tính hay cáu gắt nên khiến nam giới e ngại không muốn đến gần. Cho dù đã có người yêu hay kết hôn cũng dễ khiến bạn đời nản chí và gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ. Với những cô gái có gò má cao nên tìm một nửa có tính cách hiền lành và trầm tĩnh mới có thể dung hòa. Nếu yêu người có tính cách mạnh mẽ, chắc chắn sẽ hay bất hòa và không mấy hạnh phúc. Nếu kết hôn thì khả năng ly hôn sẽ rất cao. 2. Có nốt ruồi cung phu thê. Phụ nữ có nốt ruồi ở cung phu thê thì hôn nhân hay trắc trở không thuận lợi. Nốt ruồi càng to càng rõ thì càng vất vả. 3. Đuôi mắt hõm. Nếu phía đuôi mắt càng hõm hoặc chẳng chịt nếp nhăn thì đường tình duyên cũng ba chìm bảy nổi, không phân biệt nam nữ. 4. Mày dày mắt đỏ. Nếu lông mày quá dày, đen, dài và rộng, lông mày mọc lộn xộn ngược xuôi, chồng lên nhau thành tầng tầng lớp lớp là tướng mặt không tốt. Tướng mặt phụ nữ này là dấu hiệu cho thấy tình duyên trắc trở và dễ bị đa phu, kết hôn nhiều lần trong đời. 5. Miệng rộng. Nữ giới miệng rộng không khắc chồng nhưng lại chi tiêu hoang phí, không biết tích lũy. Trong nhân tướng học cổ đại, người ta rất kỵ tướng miệng rộng ở phụ nữ. Người có miệng rộng thường có cuộc sống hôn nhân bất hạnh, sức khỏe của người chồng không ổn định, dễ mắc bệnh hiểm nghèo. Cách hóa giải cao số. Những người bị cho là cao số, sát phu hay mãi mà không có cuộc hôn nhân tốt đẹp thì thường khá buồn phiền, lo lắng và tìm đủ mọi cách để mong có thể hóa giải được. Về vấn đề này, theo chuyên gia phong thủy thì tùy theo từng trường hợp sẽ có cách cải số khác nhau. Tuy nhiên, cũng rất hạn chế và kết quả còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác của mỗi người. Một số cách hóa giải cao số. Lấy người hơn nhiều tuổi. Thông thường, lấy người càng lớn tuổi hơn mình thì sẽ dễ hòa hợp, được bạn đời chiều chuộng hơn. Người lớn tuổi sẽ bớt ngựa non háu đá, kén cá chọn canh, không ham chơi, cũng không nông nổi, bất cần, nên gia đình sẽ dễ hạnh phúc bền lâu hơn. Lấy chồng, vợ muộn. Lập gia đình muộn sẽ tránh được việc phải trải qua nhiều lần đò. Càng lấy muộn thì càng có nhiều kinh nghiệm sống hơn, chín chắn về cả tâm lý lẫn tình cảm hơn, nên gia đình sẽ hòa thuận, hai người sẽ thấu hiểu nhau hơn.
lấy người đã từng lập gia đình. Với người cao số mãi không ưng ý, vừa lòng ai thì tốt hơn hết hãy lấy người đã từng có gia đình. Bởi người này biết trân quý mình, không muốn quá khứ đau buồn cũ lặp lại, nên thường sẽ nhường nhịn, chăm sóc mình chu đáo hơn. Làm lễ cưới đơn giản, kín tiếng. Với người dính án cao số thì khi tiến tới hôn nhân nên cử hành lặng lẽ, âm thầm thì sẽ tốt hơn. Không nên rước dâu, tổ chức linh đình, tránh lời dị nghị, soi mói của người đời, khiến không khí bữa tiệc ồn ào, mất vui. Thực tế, cuộc sống có người nọ người kia, có thể vì họ quá kén chọn mà chưa có chồng, vợ, hay vì khó tính nên không ai hòa hợp được, chứ không phải cứ lận đận tình duyên là cao số. Vợ chồng mất sớm là sát chồng sát vợ. Người đời chỉ dùng hai chữ cao số để tượng trưng cho những trường hợp giống nhau mà thôi. Tốt hơn hết, hãy cứ sống thoải mái nhất, làm gì mà mình thấy vui vẻ nhất, kể cả có sống cô độc một mình cũng chẳng sao. Người biết bỏ ngoài tai những lời dị nghị, đồn thổi, nói xấu sau lưng mới là người biết cách tự mang lại hạnh phúc cho mình. Bạn đời là người sẽ chung vai sắt cánh, chia sẻ buồn vui, sướng khổ với mình trong suốt những tháng ngày dài. Vì thế bất cứ chàng trai nào cũng muốn cưới được vợ vượng phu ích tử, trợ giúp chồng trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Ý muốn là thế, nhưng để thực hiện thì không dễ. Có những người phụ nữ lấy về chẳng thấy vượng đâu mà còn bại phu. Nhưng cuộc sống là muôn hình vạn trạng, chúng ta không thể quyết định được hình hài khi sinh ra, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể cải số bằng những việc thiện có ích cho đời.